Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin dành tay Nguyễn Phú Trọng cho đốn củi ở Hà Nội. Lần này ai sẽ dính đòn? Như vậy là đợt phân chia quyền lực cuối cùng sau đại hội đảng lần thứ 13 đã xong. Ông Nguyễn Phú Trọng đã dành tay. Người đầu tiên ông nhắm đến là ai? Câu hỏi được đặt ra. Để mở màn cho nhiệm kỳ mới, ông Trọng đang nhắm tới những vị trí tương đối không nhỏ mà cũng không lớn, vừa để tạo tiếng vang, vừa để dễ đạt hiệu quả. Với ông Trọng thì xử lý những thanh củi tại Hà Nội là dễ dàng nhất. Nguyễn Đức Trung đã bị bắt, một số thuộc hạ của Trung cũng đã bị bắt, tuy nhiên vẫn còn đó những trợ thủ đắc lực của Nguyễn Đức Trung. Chuyện gì đến thì phải đến. Thuộc hạ giấu mặt lâu nay của Nguyễn Đức Trung cuối cùng cũng được ông Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm mòi ra. Vào ngày 28 tháng 7, báo chí Nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin về đại án Nhật Cường có liên quan đến ông cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Được biết, Bộ Công an cũng đã đề nghị xử lý phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Ông Nguyễn Mạnh Quyền đã từng là giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dưới thời ông Nguyễn Đức Trung làm chủ tịch. Ông Nguyễn Mạnh Quyền là thuộc hạ dưới quyền của Nguyễn Đức Trung, khó mà không thể vâng lệnh ông Trung cho được. Đây là hình ảnh vụ án Nguyễn Đức Trung lại thêm một quan chức cỡ bự bị gọi tên. Ông Nguyễn Mạnh Quyền có thể không bị buộc tội nếu là người của phe Chu Ngọc Anh hay là phe ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đã là người của phe Nguyễn Đức Trung thì dù tội nhỏ cũng phải bị xử lý. Cơ quan điều tra Bộ Công an cho rằng ông Nguyễn Mạnh Quyền từ khi còn là giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư với tư cách là thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm liên đới trong vụ án Nhật Cường nhưng chưa đủ xem xét trách nhiệm hình sự. Và để lại quả cho những quan chức giúp mình, những lần giúp đỡ, ông chủ Nhật Cường đã biếu cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 300 triệu đồng. Ông chủ Nhật Cường ký hợp đồng với công ty do vợ ông Trung làm giám đốc để tham gia đấu thầu. Nguyễn Đức Trung, Bùi Quang Huy, Nguyễn Mạnh Cường có quan hệ cộng sinh như thế nào? Nội dung trên đã được nêu ra trong kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thủ đô Hà Nội và một số đơn vị liên quan vừa được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ban hành. Có vợ và đối tác khác làm ăn lớn, ắt ông Nguyễn Đức Trung đã ra lệnh cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội hỗ trợ những sân sau của ông ta. Việc làm này tuy là phạm pháp nhưng mà nó là chuyện bình thường trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Dường như ai cũng thế. Chính vì vậy tài sản các quan chức này mới giàu lên kích sủ. Việc truy tố ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng đồng phạm thế nào, ông Nguyễn Đức Trung cũng bị ông Nguyễn Phú Trọng và cả ông Trung Ngọc Anh cho truy quét tận gốc những dây mờ rễ má mà ông Trung đã dày công sắp đặt. Nếu ở Hà Nội mà còn người của Nguyễn Đức Trung làm việc trong bộ máy chính quyền thành phố thì đó chính là lực cản lớn đối với ông Trung Ngọc Anh và có thể tạo nguy hiểm cho ông Trung Ngọc Anh sau này. Chính vì vậy, cơ quan điều tra Bộ Công an C03 được lệnh phải làm rõ trách nhiệm của những người khác có liên quan, trong đó có ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thời ông Nguyễn Đức Trung làm chủ tịch. Vậy là các đồng chí chưa bị lộ lại đi xét xử các đồng chí vừa lộ xong. Theo kết luận, tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Mạnh Quyền khi đó là giám đốc Sở đã ký văn bản gửi Sở Tài chính đăng ký bổ sung dự toán. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định về việc bổ sung dự toán ngân sách thành phố vào năm 2017, trong đó có dự toán gói thầu số hóa là 18 tỷ đồng. Đây là một ngon cho các quan chức cộng sản. Ngày 15 tháng 12 năm 2017, ông Quyền tiếp tục ký quyết định về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước, trong đó phần kinh phí thực hiện số hóa tài liệu, hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư là hơn 18 tỷ đồng. Đây là hình ảnh Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Vào tháng 5 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa 2017. Liên danh Nhật Cường Đông Kinh là một trong hai đơn vị nộp hồ sơ dự thầu. Liên danh Nhật Cường Đông Kinh đã được chọn làm nhà thầu và được Sở thanh toán hơn 16,7 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, công ty Đông Kinh và công ty Nhật Cường đã ký thỏa thuận liên doanh để tham gia đấu thầu gói thầu số hóa 2016-2017. Trong đó công ty Nhật Cường đảm nhận 76%, công ty Đông Kinh 24% khối lượng giá trị gói thầu. Như vậy là ông Nguyễn Đức Trung, Bùi Quang Huy và Nguyễn Mạnh Quyền có mối quan hệ tay ba rất đắc lực, hỗ trợ cho nhau để tạo thuận lợi cho sân sau hoạt động.
Và với việc các quan chức móc ngoặc với doanh nghiệp thì những doanh nghiệp khác không thể vào được. Nhật Cường có lợi hay Nguyễn Đức Chung có lợi cũng là câu hỏi được đặt ra. Đã là mối quan hệ cộng sinh thì tất cả cùng có lợi, chỉ là mối lợi bất chính. Ông Nguyễn Đức Chung với tư cách là chủ tịch thành phố có tác động vào giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để cho những doanh nghiệp sân sau của mình làm bệnh. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền chắc chắn lại được lợi quả, chứ không thể nào ông ta làm không công cho Nguyễn Đức Chung cả. Cái lợi của Nguyễn Đức Chung là những mối lợi của Nhật Cường sau khi trúng thầu nhiều dự án vốn ngân sách của thành phố. Công ty Nhật Cường không có khả năng và năng lực nhận thầu những gói thầu quá tầm, nên đã mời công ty Kinh Đô tham gia để chuyển tay nhau thực hiện dự án. Mặc dù là liên doanh nhà thầu, nhưng trên thực tế, công việc số hóa của các gói thầu đều do công ty Đông Kinh thực hiện. Công ty Nhật Cường dựa vào mối quan hệ và sự can thiệp của Nguyễn Đức Chung đã trúng hai gói thầu trên, nhưng nhanh chóng bán lại cho công ty Đông Kinh hưởng lợi bất chính số tiền gần 20 tỷ đồng. Khoản lợi này, cơ quan điều tra chưa lần ra được là sẽ lại quả cho Nguyễn Đức Chung bao nhiêu tiền. Và kết quả điều tra đã xác định chỉ có 55% tài liệu gói số hóa được đăng ký doanh nghiệp năm 2016 và 38% tài liệu gói số hóa tài liệu đăng ký hồ sơ doanh nghiệp năm 2017 được hoàn thành. Kết quả xác minh cho thấy đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung của thành phố. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Quyền khai làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020. Khi đó, liên doanh Nhật Cường, Đông Kinh đã trúng thầu và đang thực hiện gói thầu số hóa cho năm 2016. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung. Việc phê duyệt dự toán gói thầu, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng là do Phó Giám đốc Nguyễn Tiến Học, Phạm Văn Khương v.v. thực hiện. Ông Quyền khai không chỉ đạo, không tham gia liên hệ bất cứ hồ sơ chứng từ gì. Đối với gói thầu năm 2017, ông Quyền đã lý giải ký văn bản đăng ký bổ sung dự toán phục vụ công tác số hóa tài liệu đăng ký doanh nghiệp theo đề xuất của bị can Phạm Thị Kim Tiền, trưởng phòng đăng ký kinh doanh. Ông Quyền cũng khai việc phê duyệt dự án gói thầu, tổ chức đấu thầu vẫn do các phó giám đốc Nguyễn Tiến Học, Phạm Văn Khương thực hiện. Như vậy, trong mối quan hệ phức tạp này, cả ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy và ông cựu chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung và ông giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cùng được hưởng lợi có nhiều tiền một lúc và mức hưởng độ chênh lệch cũng khác nhau. Tiếp theo, có thể nói rằng Nguyễn Phú Trọng và Chu Ngọc Anh ai đã ra tay? Chu Ngọc Anh là người kín tiếng, tuy nhiên tướng tá ông ta đã tố giác con người ông ta như thế nào? Người được quyền lợi lớn nhất trong việc triệt hạ thuộc hạ của Nguyễn Đức Chung là Chu Ngọc Anh. Tuy nhiên, xử lý vụ án do Tô Lâm, Bộ Công an thực hiện, chứ không phải là Công an thành phố Hà Nội. Vậy nên, về lý, ông Chu Ngọc Anh dường như vô can. Tuy nhiên, phân tích kỹ thì khó mà bác bỏ bàn tay giấu phía sau của Chu Ngọc Anh. Cơ quan điều tra kết luận, ông Quyền không trực tiếp chỉ đạo tham gia quá trình tổ chức đấu thầu và thực hiện hai gói thầu. Tuy nhiên, căn cứ quy định của pháp luật về trách nhiệm thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách, C03 của Bộ Công an cho rằng ông Quyền phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm trong quá trình đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Cơ quan điều tra của Bộ Công an Việt Nam cũng thông báo rằng chưa có đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi sai phạm trong hoạt động đấu thầu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã tiến hành kiểm tra và đang làm thủ tục xử lý với ông Nguyễn Mạnh Quyền. Bao nhiêu sai phạm đó cũng đủ để trói Nguyễn Mạnh Quyền không được dùng quyền lực như trước nữa và không loại trừ kỷ luật cách chức luôn cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dường như bài xử lý vây cánh của Nguyễn Đức Chung qua tay Nguyễn Phú Trọng là một cách làm cao cờ của Chu Ngọc Anh. Vì vậy, Nguyễn Đức Chung thua là phải. Và cứ như vậy, các quan chức chưa bị lộ lại đi xét xử các quan chức bị lộ và đợi đến phiên của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021 với bản tin Dành tay Nguyễn Phú Trọng cho đốn củi Hà Nội. Lần này ai sẽ dính đòn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.